Bốn máy keyboard, xin chào mọi người. Tiếp tục ngày hôm nay thì em lại về thêm một mẫu sedan hạng D các bác nhé, Toyota Camry. Loanh quanh trong cửa tiền hơn 200 thôi. Đấy, cho các bác nào muốn sở hữu dòng xe sang đấy, mà lại chất lượng, mà đặc biệt là độ tiêu hao nhiên liệu thì cũng rất là vừa phải thôi. Số sàn thì cũng khá là tiết kiệm so với số tự động các bác nhé. Đấy, chiếc xe thì còn giữ được keo chỉ zin 100% các bác nhé. Keo chỉ zin 100%. Cam kết cho các bác là không có tai nạn đâm xô hay ngập nước các bác nhé, không có tai nạn đâm xô hay ngập nước. Đấy, nội thất của em nó rất là đẹp luôn. Bộ ghế da này, màu kem này, cửa sổ đây, màn hình này, vô lăng bốn chấu theo xe đây, hai túi khí an toàn, phanh nĩa ABS các bác nhé. Một chiếc xe tiền tỷ các bác nhé, một chiếc xe tiền tỷ. Mà tại thời điểm hiện tại thì bên em chỉ còn chào bán với giá là hơn 200 một chút thôi. Để cho các bác nào thích sở hữu xe sang mà lại được những mẫu xe chất lượng và đặc biệt chi phí sửa chữa này rất là thấp thôi, rất là rẻ thôi. Đấy, và một dòng xe thì chất lượng thì các bác hoàn toàn yên tâm rồi. Thương hiệu Toyota thì luôn sở hữu những dòng xe chất lượng tốt, cực kỳ là bền bỉ các bác nhé, vô cùng là bền bỉ. Lồi đồng cối đá đây. Đây, nội thất của em nó rất là đẹp luôn, gương kính chỉnh điện này, rất là rộng rãi về phần thiết kế nội thất luôn đấy ạ. Rất là chắc xe, rất là đầm. Đây, từng chi tiết của em nó đây nhá, trần nỉ các bác này. Quá là sạch sẽ này. Rèm chân nắng này. Đấy, một chiếc xe sang. Đây các bác nhìn phần chỉ của lốp này. Còn nguyên bản đấy ạ. Đây, cả và phần của lốp cũng vậy nhá. Đấy, của lốp đây, dàn lốp thì còn khá là ok luôn, khe rãnh rất là dày luôn các bác nhá. Dàn lốp 205/65R15 này, sàn lốp mezzanine này, nghĩa ABS này, bộ mâm đa chấu nguyên bản này, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe sang đây, khung gầm sàn đây rất là ok luôn, không mục mọt đâu nhá. Đấy, một chiếc xe biển 4 số, một chủ sử dụng từ mới không nhá, một chủ sử dụng từ mới. Những chiếc xe một chủ sử dụng từ mới thì chắc chắn là sẽ rất là giữ gìn xe rồi, và chủ xe sẽ rất là giữ gìn xe rồi. Đây, các ốp vân gỗ này rất là đẹp luôn, các phần cổng sạc rồi tẩu thuốc này, hộp đài đô này, đây, cổng sạc này, với cửa tiền hơn 200 thôi. Một chiếc xe quá chất luôn, màu đen này, sơn chi màu đen, đăng kiểm tới cuối năm tháng 11 này các bác nhé. Sơn chi đây rất là khỏe khoắn này, một mẫu xe form dáng rất là đẹp luôn. Đây, tổng thành quanh xe đây các bác nhé. Một chiếc xe sang đây, thời điểm lăn bánh của em nó thì lên đến hơn 1 tỷ đồng các bác nhé. Gần như là thời điểm lăn bánh của em nó thì chỉ các vị doanh nhân có điều kiện thì mới được sở hữu trải nghiệm những dòng xe này thôi. Đây, đây. Sơn chi rất là đẹp rồi các bác nhá, rất là đẹp luôn nhá. Mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Bốn Máy Kinh Môn nhá. Số điện thoại 0354 152 888, địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bình Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhá. Đây, vô lăng củ số này. Em nó thì chạy mới có loanh quanh 20 vạn thôi. Cam kết cho các bác là không một lỗ nhỏ luôn nhá. Keo chỉ zin toàn xe. Chất lượng của dòng chiếc xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm là không phải lăn tăn rồi. Chất lượng thì không bàn luôn các bác nhá. Đây, các chỗ để gạt tàn thuốc đây. Đây, rất là tiện lợi. Nội thất rộng rãi. Đây, khoang chế độ của em nó đây các bác nhá. Một chiếc xe phiên bản số sàn, động cơ 2.4. Có màn hình can lùi này. Đây, khoang chế độ thì quá là rộng rãi rồi các bác. Rất là rộng rãi luôn. Để đồ đạc thì cực kỳ là thoải mái rồi. Sàn đây, lốp xe cua đây. Sàn rất là sáng luôn nhá, cam kết là sàn rất là sáng luôn các bác. Keo chỉ zin toàn xe. Biển Hải Phòng này, 16M0339 đây. Đây. Form dáng rất là trường luôn. Sản xuất 2003 các bác nhá, 2003. Đấy, với cửa tiền 235 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Camry này. Để cả nhà quan tâm thì cứ liên hệ cho Bốn Máy Kinh Môn nhá, số điện thoại 0354 152 888 để được xem xe trực tiếp.
theo địa chỉ thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhé. Đây phần ô đồ đây. Đây mới có hơn 20 vạn một chút thôi các bác nhé. Đây mặt đồng hồ thì không hiển thị lỗi lầm gì cả đây. Cảm biến này. Một chiếc xe không bàn về chất lượng luôn cả nhé. Máy móc thì vận hành rất rất là êm ái, côn số ngon. Điều hòa thì rất run luôn nhé. Đây. Từ phần ráo xả các bác quan sát này. Ra máy đây. Rất là khô ráo các bác nhé. Máy rất là khô luôn. Đấy, không rung giật một chút nào này các bác này. Côn số thì rất là ngọt ngào luôn. Côn số ngọt ngào, điều hòa rét. Chất này máy luôn con nhá, 235 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Camry 2003 này. Đấy, các bác nào yêu thích xe chất thì cứ liên hệ cho buôn bán Kinh Môn để được sở hữu em nói nhá. Đấy, video ngày hôm nay thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé.